Tôi xin chào đại gia đình thân thương của em đã trở lại với kênh Cây Cảnh Giá Rẻ. Thì cả nhà đã biết rồi, bên em chuyên là bán mô phôi mai rừng đó, cái vùng cát và mai núi kiểu này cả nhà. Đây, cát và núi. Thì cả nhà bên thì cả nhà biết rồi, bên em bán là bao sống. Nó khi cả nhà giao lưu với bên em thì cố gắng làm theo cái clip hướng dẫn mà bên em gửi qua và phản hồi ngược lại cho em. Nó để đảm bảo rằng cả nhà đã làm đúng trình tự như vậy thì chắc chắn là bên em đã bao sống cây cho cả nhà. Đó, còn cả nhà ngoài ra, cả nhà làm theo tự ý thì không phản hồi clip thì em không có đảm bảo được vì em không biết cả nhà trồng như thế nào. Cái điều đó là nếu mà trong đứng vị trí cái như em á, thì cả nhà cũng đã biết rồi, rất là khó để cho em bao sống cả nhà ha. Đó. Đây. Thì hôm nay clip này đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vấn đề chính là vẫn là bao sống ở nhà với cái mã là V1 đầu tiên đó. Và xem xin nhắc ra cho em một xíu nha, thì anh em nào trong thời gian này chưa có thời gian chăm sóc bằng công việc gì đó thì có thể gửi lại vườn, nó như là những cây mà lên nhựa mạnh dao hoặc là ra cây một dao thì tất cả những cái đó không tính phí, còn ngoài ra gửi lâu hơn thì em xin tính phí nha, vì tốn tiền xịt chỉ tùm lum hết cả nhà ơi, nó kích rễ nữa. Rồi, không mất thời gian quý báu của cả nhà, em xin được mạn phép giao lưu với nhà với cái mã là V1 vào trong số chị. Một cây tàn mâm xôi, nó rất là dễ thương. Thì cây này cũng chỉ có 700k thôi cả nhà nha. 700k, chị đo cái thước đúng là chị. Xuống nó cũng được, ngay đó, đâu để, ngay chỗ phình đó. Rồi, lụm thôi. Anh 37. 37 hành cả nhà nha. Cao 48. Cao là 48. Bầu đế 42. Rồi xoay một vòng cả nhà cùng ngắm bộ tàn nha. Đây một cái bộ tàn mâm xôi chỉ có 700k thôi cả nhà. Ghép vô lụm cả nhà ha. Cây này bộ đế rất là khỏe cả nhà. Phía đây là có lũa sơ đây cả nhà ha. Lũa đây, những cái lũa sơ đây. Đó. Nhưng mà cây rất là rẻ cả nhà, chỉ có 700k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là V1 cả nhà. V2, một cây đế 24 giờ cả nhà nha. Còn quay vòng vòng vào số đó chị, rồi quay chị. Cây này bộ đế cực kỳ là đẹp luôn cả nhà, trải 24 giờ rất là đẹp cây cả nhà. 41 hành. 41 hoành cả nhà mình ơi. Cao 25. Cao là 25. Bầu đế 40. Xoay một vòng luôn chị. Đây cả nhà. Nó về ghép vô lụm thôi cả nhà. Nó bộ đế nè, không quay cả nhà xem. Cây sạch sẽ, bộ đế rất là đẹp luôn, nó. Dễ chơi dễ chịu luôn cả nhà. Và với cái mã là V2 này cũng chỉ có 700k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà. Tiếp tục đến với cái mã V3 cả nhà ơi, vào số đó chị. Một cây tai cành rất là đều cả nhà. 45 hoành. 45 hoành cả nhà mình đây. Cao 50. Cao 50. Bồ đế 42. Rồi xoay một vòng chị. Đây cả nhà, cây rất là dễ ưa luôn cả nhà, ưa nhìn luôn cả nhà ơi. Đó. Tay cành đóng rất là đều cả nhà ha. Rồi đây là bộ đế cây đây cả nhà, đây bộ đế là ngoan mèo luôn cả nhà. Đó, phía đây con rể nè. Thì với cái mã là V3 này em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.000k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà ha. Rồi em xin phép tiếp tục đến với cái mã V4 luôn cả nhà. Một cây một cốt lên ba chi tam tài cả nhà ha. Bộ đế rất là đẹp luôn, vào số chị. Cây sạch sẽ luôn cả nhà ha. Hoành 37. 37 hoành cả nhà. Cao 55. Cao 55. Bầu đế 38. Rồi xoay vòng chị. Và rồi với cái mã là V4 này em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 800k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống. Xem bộ đế cả nhà nha. Đây, đế cục cục lên cả nhà, rất là dễ thương nè. Đế dễ thương nè. Cây sạch sẽ cả nhà ha. Và rồi chỉ có 800k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống. Em xin phép xuống clip với cái mã là V4 nhà. Tiếp tục đến với cái mã là V5 của chúng ta. Một cây bộ đế rất là nở. Đó, tí nữa em quay cận cảnh bộ đế cả nhà xem nha. Vào trong số đó gì? Cây đặt tại cành đều của nhà. Lùng lực ha, ta chi nhỏ, dễ chơi cả nhà. Hoành 43. 43 hoành cả nhà. Cao 45. Cao 45. Bồ đế 41. Rồi xoay vòng chị. Đây cái nhà, cây đặt sạch sẽ, bộ đế thú quái. Rất là quái cây cái nhà. Đế nở cuồn cuộn luôn nha. Chị. Quay mới nhai. Đặt sạch sẽ. Đây, đế cái nhà.
Đấy nè, con này có cái phần này nó nở ra xuống cắm này một rễ nè. Dòng củ này nó phình rất là to, để được rực lực cả nhà, xoay chị. Để lực lắm cả nhà. Đó, để thú nè, dòng rất là đẹp cây cả nhà. Thì với cái mã là V5 này thì em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà cũng là 1.500k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Đến với một gốc độc lạ giáng xiên cả nhà ha, với cái mã là V6 vòng số chị. Tai cành ở trên nó đóng rất là đẹp ha, gió cả nhà ơi. Bộ đế quái luôn, tí nữa quay cận cảnh bộ đế cả nhà một xem nha. Đế quái. Hoành 38. 38 hoành cả nhà. Cao 40. Cao 40. Bầu đế 46. Bầu đế 46 xoay vòng chi. Cả nhà. Cây ok luôn cả nhà mình ơi, ok luôn. Chuẩn. Phía đó xoay chị. Xoay chị xoay đi. Đó, tay cành đều nè cả nhà ha. Và đây, đây là phần phía này là không có bọng lũa cả nhà nha. Đây là phần lũa nó tách ra. Rồi, bộ đế là rất ok nè, xoay chị. Thì với cái mã là V5 này, V6 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 800k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Em xin phép tiếp tục với giao lưu với nhà một cây đế nơm với cái mã số là V7 và một số chị. Đế nơm lên hai chi, thì cái này em ghi cắt hờ, anh em nào có ý tưởng thì về cắt xác hay là muốn làm bonsai thấp nữa thì vẫn ok cả nhà ha. Hoành 36. 36 hoành cả nhà ơi. Cao 47. Cao là 47, bộ đế cái này rất là đẹp cả nhà. Bộ đế 46. Rồi xoay vòng chị. Đây cả nhà, bộ đế nơm, bộ đế nơm rất là ok cả nhà. Đây bộ đế nơm rất ok luôn cả nhà. Đó. Đế rõ ràng cả nhà, rễ cám nhiều. Phía bên đây có một vệt lũa đó cả nhà thấy ha, đồ nhỏ nhỏ thôi, nó về nạo và xử lý lại cả nhà. Thì với cái mã là V7 này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà cũng là 800k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Xin phép được tiếp tục đến với cái mã là V8 của chúng ta và nó số chị, một cây đế đẹp cả nhà nha, lên 4 chi, đó. Khá là lý tưởng cho anh em chơi bonsai ha, đế đẹp cả nhà. 40 hoành cả nhà. Cao 45. Cao là 45. Bầu đế 39. Xoay một vòng lên chị. Đây cả nhà, đứng đây ngó đây cũng thấy bộ đế ha. Đây, quá wow, ok cả nhà mình đây. Tai cành đều chuẩn bonsai cả nhà, về ghép lụm. Rồi, đế đây cả nhà. Đây bộ đế chảy rất là đẹp cả nhà. Nè, 1 2 3 4 5 đó nha. Đây nè, đây này là 5 nè, phía đây là riêng một rễ nè. Do tới rễ cám nên em không có hồi sồi nữa. Đây cả nhà thấy nè. Nó bên đây rễ nè, 6 nè. Bộ đế chảy 24 giờ ha cả nhà ha. Thì với cái mã là V8 này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 800k. Ở phần đầu nó có một cái lũa đây cả nhà nha. Lũa thôi không bọng cả nhà nha. Đó, động nước trong đó luôn cả nhà. 800k cho cái mã là V8 luôn cả nhà. Đến với cái mã V9, một tác phẩm rất là đẹp cả nhà nha. Một tác phẩm rất là đẹp luôn. Có lũa xuyên thân và tay cành cực kỳ là mềm luôn. Đó, cái này đánh phôm tàn rất là độc cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Wow, ok. Rồi, vào thông số chị. Cái này phun lũa lên phần đó rất là đẹp cả nhà nha. Hoành 47. 47 hoành cả nhà. Khá là trọng cây. Cao 58. Cao là 58. Màu đế 46. Rồi, xoay vòng chị. Đây cây nhà thấy cây lượng cơ nha, đế là rất khéo nè, rất là đẹp luôn, cây này nó rất là mịn cơ nha, là một tác phẩm mà quá đẳng cấp luôn cơ nha, em bảo đảm cơ nha luôn, cây này làm tác phẩm rất là đẳng cấp cơ nha nè. Trời ơi, tay cạnh tìm được khó tìm đúng cơ nha nha. Lũa là lũa thép cơ nha nha. Rồi em sẽ tiến vào xem bộ đế cho cơ nhà thấy, bộ đế nó khủng quản luôn. Xoay chị. Đây mặt nè, đây rồi ngưng cái lũa chị, đây là lũa thép cơ nha nha. Đây là chưa có chà sạch sẽ, chà sạch sẽ ra lộ ra những cái vân á, chúng ta phun lên rất là đẹp luôn. Đó, lũa xuyên ở đây cả nhà, lũa xuyên nè. Đó. Rồi, xoay chị. Đây, bộ đế cả nhà. Bộ đế thế này nè cả nhà, lụm tiền cả nhà. Cây quá mịn luôn nha, tay cành cực kỳ là mịn luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Thì với cái mã là V9 này thì em xin được bằng phép giao lưu với cái nhà là 2.000k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Rồi em xin phép giao lưu với cái nhà với cái mã là V10. Đây là mai núi đá cả nhà nha. Mai núi đá, cái nhà nhìn da là khác hẳn cả nhà ha.
mai núi đá với cái mã là V10, nó hoa như là trên màn hình phần này bao cả nhà nha. Thì cây chúng ta là trong đây là hai cái rễ nằm trong một bầu đó, bởi vì nằm sát nhau quá nên bứng luôn cả luôn nên không có tách ra được cái nhà, thời điểm này không tách ra được, sống khỏe rồi mà chúng ta mới xối nó ra, mình tách nó ra rút ra từ từ thôi, giờ nằm rút ra gãy gãy cám hết cả nhà ơi. Đó thì cái này thấy nó cũng rất là có hợp với nhau luôn cả nhà, hai cây này tự nhiên nó nằm chung mà nó đưa ra một cái thế rất hợp với nhau luôn cả nhà ha. Đó. Thì ngay cái này là hoành 28 cả nhà, phần này là 28, là cây này là 17, từ vị trí ngang này qua là 51 và cây chúng ta cao là 71 cả nhà nha. Rồi chị xoay một vòng chị. Này, em sẽ đứng vị trí này cho cả nhà thấy đoạn co lắc của cây. Đó, đây là hai cái rễ cả nhà nha. Đây, co lắc cực kỳ là kịch tính luôn cả nhà ơi, những đoạn co lắc cực kỳ là quằn quại luôn. Đó. Quá dữ cả nhà ơi. Coi mà coi lạnh lùng luôn. Xoay chị. Quá dữ dội cả nhà. Những cái đoạn co. Rồi. Đây cả nhà mình ơi. Co lắc cực kỳ là quyến rũ luôn cả nhà. Quá ok cả nhà. Thì với cặp này thì em xin được mạn phép giao lô với cả nhà là 1.700k, đã bao gồm phí vận chuyển, một cặp trời xinh luôn cả nhà ơi. Đó, cây này rễ rất là nhiều cả nhà nha, rễ cám rất là nhiều luôn. Đó, chị em quay cho cả nhà xem nè. Đây. Khi cắt ra cả nhà thấy nè, nguyên cái bộ đinh đó nè. Đây. Ở trên đây là thấy hai cái rễ cám này nè cả nhà. Đây nè. Đó. Đây nè cả nhà. Nguyên bầu luôn cả nhà. Đó, rễ nè. Ở vì cái bầu trong đây là có bầu đinh trong đây cả nhà nha. Cả nhà cố gắng về trồng, cắt này ra nhớ ráng giữ cái này cả nhà nha. Đó. Hai cây một bầu. Đó. Đây nha. Dính áp sát như vậy nè cả nhà, không thể tách được cả nhà. Áp sát luôn. Đó, áp sát kế bên nhau vậy nè, sao tách cả nhà. Đó, áp sát luôn à. Không tách được cả nhà ơi. Rồi, em xin phép xuống clip với cái mã là V10 cả nhà mình nha. Cả nhà, em xin phép tiếp tục đến với cái mã là V10 của chúng ta, V11 của chúng ta cả nhà. Đây là phải nói một tuyệt phẩm luôn cả nhà ơi, co lắc cái đầu nó rất là đẹp luôn, ngay vị trí đầu là 32 cả nhà nha, và cây chúng ta cao là 1m7. Quá đẳng cấp cả nhà, hàng rất là đẳng cấp cả nhà nha. Cây này quá thôi. Cây này thì có duy nhất là một cái rễ cám này là trong đây toàn bộ là rễ cám không, một cái đoạn rễ nhỏ bên đó thôi cả nhà, là trong đó là hoàn toàn rễ cám quyết định hết luôn. Đó. Thì em bán cây thì khi nào em nói là cả nhà cứ trồng bầu đinh. Khi nào mà cây em thấy cây yếu thì em nói cả nhà vũ trồng thì cả nhà cứ làm theo em đi. Vì em bao sống hết, kể cả bầu yếu bầu mạnh gì em bao sống hết, nhưng mà cây riêng cây này thì có một cái rễ đó nó cuộn xoắn dưới đây 2-3 vòng, rễ cám nó tua ra dưới đó rất nhiều. Đó. Phía bên đây nhánh hậu này là có một cái đuôi giống như con giống như cụ rồng ở nhà ha. Giống như cây là một cụ rồng ở nhà. Co lắc cực kỳ là đẹp ở nhà. Đây nè. Co lắc vì em quay rất là xa cả nhà ha. Cây rất là cao. Đó, đoạn co lắc cả nhà. Đây, co lắc nè. Cây này là một mình vẫn đứng vững cả nhà nha, một mình vẫn đứng vững không cần cây chịu vì rất là to. Cây to. Đó, rồi, cố gắng xem một vòng đi nha. Rồi, xây chị. Nó có phần đoạn đó là nó hơi bị lắc đó. Chị cố gắng chịu lực bên đó. Rồi. Đây cả nhà. Đây đứng nè chị. Nó ngay vị trí này cả nhà thấy không? Ngay vị trí này cả thấy cái đoạn co lắc nha. Như là một cái đường đua F1 luôn cả nhà. Co lắc cực kỳ là gắt luôn cả nhà ha. Phải nói tác phẩm này rất hay cả nhà. Và số quay cho chị quay tiếp từng vòng nữa chị. Rồi. Rồi luôn. Rồi. Đó, quay hai mặt thôi cả nhà. Vì phụ nữ mà yếu nên chịu cây không sợ bấp bên. Đó, cây nó hơi bấp bên. Đó, đây cả nhà. Đây, cây rễ này cả nhà. Một cái đoạn rễ này cả nhà. Nè. Em mở ra cả nhà xem nè. Một cái đoạn rễ này nè, nó cắm xuống đây là nó tuôn đây mấy vòng nữa cả nhà. Nè, đây xuống. Nó tuôn này mấy vòng nữa là lấy được cái một cái bầu đinh trong đây nè. Rất là hay cả nhà ha. Thì mai núi đá cả nhà. Mình có đánh cái bầu to này nữa, chắc gì có rễ cám cả nhà. Vì rễ vương dài mà khi chúng em đã đánh tới cái phần đoạn cuối của rễ rồi, nó mà đánh được cái rễ này thì chỉ cần duy nhất cái rễ này thôi, cây phát triển rất là nhanh luôn. Nó quá hay cả nhà. Quá đẹp, một tác phẩm cực kỳ là xuất sắc cả nhà. Chân dài. Quay mọi nhà. Thì với cái mã là V11 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 3.000k. Đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Đó, quá êm cả nhà mình đây. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là V11.
Tiếp tục đến với cái mã là V12. Cây này là một cây bầu rất là chuẩn rồi nha, cây bầu cực kỳ là chuẩn luôn cả nhà nha. Thì em chỉ dựng lên thế này, anh em có ý tưởng dựng kiểu khác thì dựng nha. Đó, quá khủng cả nhà, quá khủng luôn. Ngay vị trí ngay phần này là 55 hoành và móc đầu còn là 40, và cây chúng ta cao là 1,5 m, mà cây rất là to cả nhà nha, rất là to. Và bộ rễ cây này rất là chỉnh chu luôn cả nhà, rễ rất là nhiều. Phía đây là có hai cái rễ này nè đây nha, đây chỉ cần nhiêu đây có nha, hai cái rễ này thôi là rễ cám giữ dằn trong đây luôn đó. Cái bầu rất là chuẩn luôn nha, bầu này bầu rất là chuẩn. Nói chung là cây này là sống 100%, nói chung là 100% này là do em nói là nhẹ công của anh em trồng, vì cây này chỉ trồng là sống đó, vì cái bầu rất là chuẩn rồi, trồng là sống này bao luôn, rất là nhanh thời gian của anh em. Cây này là đẩy nhựa là anh em ghép luôn đó, bộ rễ nó khỏe là đẩy nhựa là anh em ghép luôn cho em, vì cây này bộ rễ rất là nhiều rễ và rất là to đó. Cây này chỉ cần là đẩy nhựa là anh em ghép luôn, rất là dữ dằn cả nha. Nó có một đoạn coi đây cả nhà, đây đây có một đoạn coi này nè, nó lên nè. Cây này cực kỳ là nặng luôn cả nhà, vỏ rất là dày cả nhà nè, đây vỏ rất là dày nè cả nhà, dày cực kỳ dày luôn, đỏ ao luôn nha, đỏ ao luôn. Da sáng bóng căng là biết, biết rồi, cái bộ rễ nó nuôi nó khỏe cả nhà. Đây nè, cái lớp da nè, da sáng bóng cào cái ra liền cả nhà, nó không vừa bóc vô cái là bị da rất là căng, rất khỏe. Chỗ phía này giống giống con mắt kìa kìa, đó quá hay cái nhà. Đó. Rồi chị em sẽ quay mặt sau cái nhà một xem nha. Thì em chỉ cây nặng quá cả nhà, cây nặng quá nên em chỉ quay góc độ này thôi cả nhà ha. Đây cả nhà, đây cò lắc cả nhà, da rất sáng bóng cả nhà, hay quá hay luôn cả nhà, cây này cực kỳ khỏe luôn. Đó, cây này chỉ về ghép là lụm thôi, anh em đam mê dòng chân dài. Đây phong này rất là nghĩ nha. Phía trên đây là con chi cả nhà nha. Phía này con chi trên đây nè. Đó, vì đây là những cái chi này em hờ nè. Đó, em cắt mấy cái rễ này em cắt hờ lại hết rồi cả nhà. Để cho anh em có ghép phần đó, anh em có định hình thêm cái tàn gì anh em ghép. Đó, cây nặng lắm cả nhà, nặng lắm cả nhà. Thì với cái mã là V12 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 5.000k đã bao gồm phí vận chuyển. Quan trọng là bao sống. Cây này là cố gắng về trồng là ghép luôn, trồng là cả nhà thấy đẩy nhựa là cả nhà cứ ghép. Phần này em bao vì bộ rễ này em biết rất là khỏe. Đó. Thì cả nhà, với cái mã V12 đã kết thúc clip của tối hôm nay. Em chúc cả nhà có một tối nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Nhớ cả nhà thấy bên em bán mai rừng mà có tâm và có tình, bán bao sống kết nối đam mê trên nhà. Nếu cả nhà quý mến em thì hãy cho em like mạnh mạnh lên, có động lực cả nhà nha. Like mạnh mạnh lên, giới thiệu cho em mạnh mạnh lên cả nhà. À, bữa giờ tương tác thấy yếu quá cả nhà ơi. Nhớ anh em xem hết clip giải trí thôi, không giao lưu thì cũng cho em một cái like năn nỉ luôn cả nhà, xin một cái like luôn cả nhà. Đó, một cái động lực, một cái động tác rất là nhỏ cả nhà, nhưng mà cái hành động đó rất là lớn lao và rất ý nghĩa với em cả nhà ha. Rồi em chúc cả nhà có nhiều niềm vui ngay cả nhà nha. Rồi thân mến em xin chào cả nhà, chúc hẹn gặp nhà vào 19:15 mỗi tối cả nhà nha.